Thầy chào tất cả các em. Rất vui được gặp các em trong chương trình ôn tập toán 4. Các em thân mến, đối với toán phân số là một trong những chủ đề rất quan trọng đối với chương trình toán 4 của chúng ta. Hôm trước thầy đã ôn tập cho các em đó là cách rút gọn phân số và cách tìm các phân số bằng nhau. Thì hôm nay để tiếp tục ôn tập củng cố cho các em về dạng toán phân số thì thầy sẽ cùng các em đi ôn tập về cách quy đồng và so sánh các phân số. Thì đó là cái tiền đề và là cơ sở để các em giải quyết các bài toán về phép tính phân số sau này. Thì trước tiên thầy sẽ cùng các em vào phần 1 nhỏ, quy đồng mẫu số các phân số. Thế thì cách quy đồng mẫu số các phân số thì sẽ... các em đã học thì hôm nay thầy sẽ ôn tập và củng cố lại cho các em. Và các em lưu ý đó là khi quy đồng mẫu số các phân số thì sẽ có 3 trường hợp cơ bản. Trường hợp thứ nhất đó là các mẫu số chỉ cùng chia cho một. Thứ hai, các mẫu số chia hết cùng chia hết cho một số khác một. Và trường hợp thứ ba đó là có một số mẫu số chia hết cho số còn lại. Thì sau đây thầy sẽ cùng các em vào phần lần lượt từng trường hợp một. Và trường hợp một đó là các mẫu số chỉ cùng chia hết cho một Trường hợp thứ nhất là mẫu số chỉ cùng chia hết cho một Thầy lấy ví dụ Ví dụ như là quy đồng mẫu số hai phân số 3 phần 5 và 6 phần 7 Thế thì các em thấy ở đây 5 chỉ chia hết cho 1 và 5. 7 thì chỉ chia hết cho 1 và 7. Thế thì chúng ta thấy 5 và 7 thì chỉ cùng chia hết cho 1. Thế thì đối với trường hợp này ta sẽ làm như thế nào? Ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất Nhân với mẫu số của phân số thứ hai Và ngược lại đó là gì? Ta lấy mẫu tử số và mẫu số của phân số thứ hai Nhân với mẫu số của phân số thứ nhất Tức là ta có 3 phần 5 Thì bằng ta áp dụng tính chất về phân số bằng nhau Ta lấy tử số và mẫu số của phân số này Ta lấy tử số và mẫu số nhân với cùng một số tự nhiên Thì được phân số mới bằng phân số đã cho Thì ta lấy 3 phần 5 bằng 3 nhân 7 trên 5 nhân 7 Và bằng 21 phần 35 Đấy, Ta được phân số 21 phần 35 Tương tự như vậy ta có 6 phần 7 thì sẽ bằng 6 x 5 trên 7 x 5 và ta được phân số là 30 phần 35 như vậy các em thấy đó là khi quy đồng mẫu số hai phân số 3 phần 5 và 6 phần 7 thì ta được hai phân số đó là 21 phần 35 và 30 phần 35 như vậy quy đồng

35. Như vậy các em thấy đối với trường hợp thứ nhất đó là cả hai mẫu số không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác một. Thế thì ta làm như thầy đã hướng dẫn, đó là ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Sang trường hợp thứ hai đó là các mẫu số cùng chia hết cho một số khác một. mẫu số cùng chết cho số tự nhiên khác một thầy lấy ví dụ quy đồng mẫu số hai phân số năm phần 6 và 7 phần 8. Thế thì trường hợp thứ thứ hai đó là quy đồng mẫu số 2 phân số 5 phần 6 và 7 phần phần 8. Thế thì đối với cái trường hợp thứ hai này, các em cũng hoàn toàn có thể đó là dựa vào quy tắc thứ nhất đó là ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai và ngược ngược lại là lấy mẫu số tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân mẫu số của phân số thứ nhất cũng được. Thế nhưng cái mẫu số mà các em vừa tìm nó không phải là số tối giản phân số tối giản. Cái phân số các em tìm được nó sẽ không phải là phân số tối giản. Thì như vậy nó sẽ không được triệt để nó không được hay cho lắm. Thế thì đối với bài này các em hãy lưu ý cho thầy đó là các em sẽ tìm là mẫu số chung nhỏ nhất của 6 và 8 là bao nhiêu? Tức là ta đi tìm số nhỏ nhất chia hết cho 6 và cho 8 là số nào. Thế thì các em biết được rằng là các số chia hết cho 6 đó là 6, 12, 18, 24, 30, vân vân. Các em nhớ bảng chia sẽ... chia hết cho 6. Tương tự như vậy đối với bảng chết cho 8 thì các em thấy là 8, 16, 24, 32, vân vân. Thế thì khi đó những cái số mà thầy vừa nói Thì các em thấy đó là Cả số nhỏ nhất chia cho 6 và 8 Đó là 24 Thì đối với trường hợp này thì các em sẽ tìm là Mẫu số chung nhỏ nhất Thì các em lưu ý Đó là gì? Nếu như Cả hai mẫu số đều chia hết cho hai Thì khi đó các em biết được rằng là Cái mẫu số chung nhỏ nhất của hai số đó Nó không phải là Ví dụ như ở đây các em thấy 6 x 8 bằng 48 thì mẫu số chung nhỏ nhất nó không phải là 48 nữa mà các em sẽ chia cho hai nó sẽ chỉ còn có là 24 như vậy đối với bài này các em sẽ ghi đó là gì mẫu số chung nhỏ nhất mẫu số chung nhỏ nhất là 24 Thế thì các em biết được đó là 24 chia cho 6 thì được 4 Tức là ta lấy cả tử số và mẫu số Của cái phân số 5 phần 6 này Ta nhân với 4 Tương tự như vậy ta thấy 24 chia 8 Thì được 3 Ta lấy 7 phần Phân số 7 phần 8 tử số và mẫu số của Phân số 7 phần 8 nhân với 3 Từ đó ta sẽ được kết quả Như vậy ta có như sau 5 phần 6 Thì bằng 5 x 4 Trên 6 x 4 và được kết quả bằng 20 phần 24. Tiếp tục ta có 7 phần 8 thì bằng 7 x 3 trên 8 x 3 và bằng 21 phần con số 21 phần 24. Như vậy các em thấy quy đồng mẫu số 2 phân số 5 phần 6 và 7 phần 8 thì ta được hai phân số đó là 20 phần 24 và 21 phần 24. Như vậy, quy đồng mẫu số 2 phân số 5 phần 6 và 7 phần 8 thì ta được hai phân số đó là 20 phần 24 và 21 phần 24. Như vậy đây là hai cái trường hợp mà rất hay gặp. Thì còn một trường hợp thứ ba đó là mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia chia hết mẫu số của phân số kia Thầy lấy ví dụ Đó là Quy đồng mẫu số hai phân số hai phần ba và 8/9. Thế thì đối với cái trường hợp thứ ba này, bài người ta yêu cầu chúng ta là quy đồng mẫu số hai phân số 2/3 và 8/9. Thì ta thấy các em thấy đó là 9 thì chia cho 3. Thế thì đối với cái trường hợp, hợp này các em quy đồng rất đơn giản thôi. Các các em lấy 9 chia cho 3 được 3. Vậy thì ta lấy cả tử số và mẫu số của cái phân số 2/3 này ta cùng nhân với 3. Thì ta sẽ có cho sau. Ta thấy này 9 chia cho 3 thì bằng bằng 3. Như vậy ta có 2/3 thì sẽ bằng 2 nhân 3 trên 3 nhân 3 và bằng 6 phần 6 phần 9. Như vậy ta thấy phân số 6 phần 9 và phân số 8 phần 9 là hai phân số đã có cùng mẫu số bằng 9. Tức là Ta đã, khi ta đã quy đồng mẫu số 2 phân số 2 phần 3 và 8 phần 9 thì ta được hai phân số đó là 6 phần 9 và 8 phần 9. Như vậy quy đồng mẫu số 2 phân số 2 phần 3 và 8 phần 9 thì ta được hai phân số đó là ta được hai phân số 6 phần 9 và 8 phần 9. Như vậy các em thấy là đối với phần dạng toán về quy đồng mẫu số thì các em lưu ý cho thầy sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là gì? các mẫu số chỉ cùng chia cho 1 thế thì khi đó các em sẽ sử dụng tính chất đó là ta lấy tử số và mẫu số của phân số này nhân với mẫu số của phân số kia trường hợp thứ hai đó là khi cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác một thế thì khi đó các em sẽ tìm cho thầy là cái mẫu số chung nhỏ nhất và trường hợp thứ ba đó là mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia thế thì khi đó các em chỉ cần biến đổi một phân số về cái phân số thứ nhất về mẫu số của phân số thứ hai là xong như thầy đã hướng dẫn như vậy qua phần thứ nhất thầy đã cùng các em đi ôn tập củng cố về cách quy đồng mẫu số các phân số thì sau đây để tiếp tục ôn tập cho các em thì thầy sẽ cùng các em về cách ôn tập cho các em về cách so sánh hai phân số sau đây thầy sẽ cùng các em vào phần 2 nhỏ đó là so sánh hai phân số thì các em hãy lưu ý cho thầy. Đối với so sánh hai phân số thì các em trường hợp thứ nhất đó là hai phân số có cùng mẫu số. Thế thì nếu hai phân số đã có cùng mẫu số thì các em chỉ cần so sánh tử số. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn hoặc ngược lại đó là phân số nào có tử số nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ hơn. Đấy là trường hợp thứ nhất đó là hai phân số có cùng mẫu số. Trường hợp 1 đó là hai phân số có cùng mẫu số. Thì hai phân số cùng mẫu số thì ta biết được luôn đó là phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại. phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại đó là phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn thầy lấy ví dụ Khi so sánh phân số 5/8 và 7/8 thì, thì ta thấy 5 nhỏ hơn 7. Vì 5 nhỏ hơn 7 nên phân số 5/8 sẽ nhỏ hơn 7/8. Đây là trường hợp thứ nhất, hãy so sánh hai phân số có cùng mẫu số thì ta làm rất là đơn giản rồi. Thì trường hợp thứ hai đó là hai phân số khác mẫu số. Hai phân số khác mẫu số thì ta làm như sau. Thì bước 1 ta đi quy đồng mẫu số. quy đồng mẫu số. Đấy. Thế thì sau khi ta đã quy đồng mẫu số, ta đưa về mẫu số có hai phân số có cùng mẫu số rồi thì ta sẽ quay trở lại trường hợp 1. Đó là khi đó ta sẽ là chính là so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Bước 2. Đó là so sánh hai phân số. Thầy lấy ví dụ so sánh hai phân số Ví dụ là so sánh hai phân số 4 phần 7 và 7 phần 9. Thế thì đây các em thấy là đây là phân số 4/7 và phân số 7/9 thì đây là hai phân số khác mẫu số. Thế thì bước 1 để so sánh được thì các em sẽ quy đồng mẫu số đi cho thầy. Đó là ta lấy phân số 4/7 và 7/9 thì đây là hai phân số mà có mẫu số là 7 và mẫu số là 9 và cả hai mẫu số này chỉ cùng chia cho 1. Như vậy ta quy đồng mẫu số hai phân số 4/7 và 7/9 thì ta là lấy là 4 phần 7 phân tử số và mẫu số phân số 4 phần 7 nhân với 9 như vậy bước 1 đó là quy đồng ta có 4 phần 7 thì bằng 4 nhân 9 chia trên 7 nhân với 9 bằng 36 phần 63 ta lại có tiếp 7 phần 9 thì bằng 7 nhân 7 trên 9 nhân 7 và bằng 49 phần 63. Như vậy ta quy đồng mẫu số 2 phân số 4 phần 7 và 7 phần 9 thì ta được hai phân số đó là 36 phần 63 và 49 phần 63. Thế thì đến bây giờ ta mới thấy đó là gì? Phân số 36 phần 63 và 49 phần 63. Đây chính là hai phân số có cùng mẫu số. Mà ta thấy 49 thì lớn hơn 36, tức là 49 phần 3, 63 lớn hơn 36 phần 63. Như vậy ta thấy 49 phần 63 thì lớn hơn 36 phần 63 hay ta thấy 49 phần 63 chính là phân số 7 phần 9 sẽ lớn hơn 4 phần 7 Đấy. các em thấy lưu ý cho thầy đó là khi so sánh hai phân số thì ta sẽ có các trường hợp thứ nhất là hai phân số cùng mẫu số thứ hai đó là hai phân số khác mẫu số thế nếu như khác mẫu số thì bước 1 các em sẽ đi quy đồng Bước 2 các em sẽ quay trở về trường hợp thứ nhất Đó là so sánh hai phân số của cùng mẫu số Thì đây là cách so sánh các phân số thông thường của chúng ta thường gặp Tuy nhiên trong thực tế thì các em sẽ gặp những cái phân số mà khi quy đồng lên ta được các số rất là to hoặc là có những cái cách thực hiện mà để ta so sánh để làm sao ra một cách thuận tiện nhất thì khi đó các em sẽ thực hiện. Thì tuy nhiên mà khi thực hiện so sánh các phân số thì các em sẽ vận dụng bằng những cái kiến thức hiểu biết của mình để các em sẽ giải quyết bài toán một cách nó thuận tiện và nhanh nhất. Thế thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em là cách một số những cách mà so sánh các phân số làm sao để các em khi mà nhìn vào bài toán các em có thể làm được. Thế thì khi mà so sánh hai phân số thì ta có các trường hợp như sau. Các em có thể so sánh cả hai phân số này với với một hoặc là ta so sánh với phân số trung gian hoặc là các em có thể so sánh với phần bù hoặc so sánh với phần hơn. Thế thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em một từng cách, cách so sánh một trước trường hợp thứ nhất đó là so sánh với một thế thì các em hãy biết cho thầy các em hãy nhớ lại cho thầy đó là gì phân số như thế nào là phân số lớn hơn một vậy thì phân số lớn hơn một là phân số có tử số lớn hơn mẫu số và phân số bé hơn một là phân số có tử số bé hơn mẫu số Thế vậy thì khi mà người ta bài yêu cầu là so sánh các phân số mà ta xác định được luôn đó là hai phân số một phân số lớn hơn một và một phân số bé hơn một thế thì từ đó ta sẽ so sánh được hai phân số đó luôn ví dụ so sánh hai phân số 1997 phần 1996 và 1998 phần 1999 thì các em uh, lưu ý cho thầy đối với bài so sánh hai phân số 1997 phần 1996 và 1998 phần 1999 đối với bài này các em sử dụng Thứ nhất, đó là bước 1 đi quy đồng mẫu số hai phân số rồi sau đó các em so sánh tử số như thầy đã hướng dẫn thì cách thứ nhất này ta hoàn toàn có thể làm được. Nhưng khi ta thực hiện như thế thì các em thấy ta phải quy đồng mẫu số 1997 phần 1996 và 1998 phần 1999. Ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Thì khi đó các em thấy là Ta lấy 1997 nhân 1999 Phần 1996 nhân 1999 Thì các số nó rất là lớn Và các em rất dễ nhầm Trong khi tính toán Thế thì bằng một cách thủ thuật Rất đơn giản Thì các em hoàn toàn có thể so sánh được Hai phân số này Đó là gì? Ta thấy phân số 1997 Phần 1999 96 Đây là một phân số có tử số lớn hơn mẫu số Tức là phân số này lớn hơn 1 Thế ta lại có, đó là gì? Phân số 1, 9, 9, 8 Phân 1, 9, 9, 9 Đây là một phân số, các em thấy Tử số bé hơn mẫu số Cho nên cái phân số này nhỏ hơn Nhỏ hơn 1 Thế mà ta thấy

các em lưu ý cho thầy đó là cách so sánh với một là như vậy thế thì khi mà so sánh bài yêu cầu chúng ta là so sánh phân số thì các em không nên là lúc nào cũng chăm chú vào đó là phải quy đồng mẫu số rồi sau đó so sánh thì các em hoàn toàn có thể các em hãy mở rộng ra mở rộng cái suy nghĩ của mình ra các em xem là có cách nào so sánh nó đơn giản hay không thì ta thực hiện Đấy, các em thấy thầy cách của thầy so sánh ra được kết quả nó rất là đơn giản và thuận tiện đây là cách thứ nhất là so sánh với một cách thứ hai đó là thầy sẽ hướng dẫn cho các em đó là so sánh với phần thiếu một số thầy sẽ gọi đó là hoặc là gọi là phần bù phần bù Thế thì cách này thực hiện như thế nào Thì sau đây thầy sẽ cùng các em vào một số một ví dụ như sau Thầy lấy ví dụ như là so sánh Phân số hai nghìn mười lăm phần hai nghìn sáu và 2016 phần 2017. Thế thì hai phân số này các em thấy phân số thứ nhất 2015 phần 2016, tử số bé hơn mẫu số, phân số nhỏ hơn 1. Tương tự như vậy phân số tiếp theo cũng nhỏ hơn 1. Thế thì đối với phân số này ta không thể áp dụng được với cách so sánh với với 1. Thế thì các em thấy đó là gì đối với khi mà so sánh phần thiếu thì các em thấy là xem là cái mẫu số hơn tử số là bao nhiêu đơn vị Đấy. thì thông thường đối với cách này thì mẫu số hơn tử số sẽ cùng một số đơn vị ta thấy phân số thứ nhất là mẫu số hơn tử số một đơn vị phân số thứ hai thì mẫu số hơn tử số cũng là một đơn vị thế thì đối với cách này ta có như sau ta thấy này phân số 2015 phần 2016 cộng với 1 phần 2016 thì phân số này sẽ bằng 1, tổng này bằng 1. Đấy, các em thấy 2015 phần 2016 cộng với 1 phần 2016 thì bằng 2016 phần 2016 thì bằng 1. Tương tự như vậy ta có 2016 phần 2017 cộng với 1 phần 2017 cũng bằng 1. Đấy cũng bằng 1. Thế thì ta thấy từ hai điều này ta có điều gì? Cả hai phân số cộng phân số thứ nhất cộng với 1 phần 2016 thì bằng 1. Phân số thứ hai cộng với 1 phần 2017 cũng bằng 1 Thế mà ta đã so sánh được Vì 1 phần 2016 Lớn hơn 1 phần 2017 Ta thấy 1 phần 2016 thì lớn hơn 1 phần 2017 Đây chính là so sánh hai phân số cùng tử số Thì phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn Vậy thì ta có vì 1 phần 2016 lớn hơn 1 phần 2017 Nên 2015 Phần 2016 Phải nhỏ hơn 2016 Phần 2017 Thì đối với So sánh với phần bù này Thì các em lưu ý đó là gì Khi so sánh với phần bù Phân số nào có phần bù lớn hơn Thì phân số đó bé hơn các em lưu ý đó là gì phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Các em lưu ý, đây là cách so sánh với phần bù. thì bao giờ tử số cũng bé hơn mẫu số thì ta so sánh với phần bù. Thì ngược lại trong cái trường hợp và mẫu số lớn hơn tử, à, trường hợp thứ hai đó là tử số lớn hơn mẫu số thì khi đó ta sẽ so sánh với phần hơn. Thế sau đây thầy sẽ cùng em vào cái trường hợp tiếp theo đó là so sánh phần hơn trường hợp thứ ba đó là so sánh phần hơn đối với cách so sánh phần hơn này thì các em lưu ý đó là thường áp dụng đối với hai phân số mà có hiệu giữa tử số và mẫu số sẽ bằng nhau thầy lấy ví dụ như là so sánh 97 phần 95 và 87 phần 85. Ta thấy cả hai phân số 97 phần 95 và 87 phần 85 thì hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 2. Hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 2. Thế thì đối với cách trường hợp này thì các em sẽ làm như sau, đó là gì? ta lấy ta thấy 97 phần 95 thì sẽ bằng 95 cộng 2 phần 95 nó tách ra 97 thì bằng 95 cộng 2 và nó sẽ chính bằng 95 phần 95 cộng với 2 phần 95 và đây sẽ bằng 1 cộng với 2 phần 95 Đấy, các em thấy 95 phần 95 phân số tử số bằng mẫu số thì giá trị phân số đó bằng 1. Tương tự như vậy, ta có 87 phần 85 thì cũng bằng 85 cộng với 2 trên 85 và bằng 85 phần 85 cộng với 2 phần 85 bằng 1 cộng với 2 phần 85. Thế thì đến đây ta sẽ so sánh đó là 2 phần 85 và 2 phần 95 Hai phân số có cùng tử số Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn Vậy ta có điều, điều gì? Vì 2 phần 85 lớn hơn 2 phần 95 nên 87 phần 85 sẽ lớn hơn 97 phần 95. Đối với trường hợp này, ta có thể tổng quát lại như sau, đó là phân số nào có phần hơn phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó phân số đó lớn hơn. Thì các em lưu ý là đối với cái trường hợp thứ ba này các em hãy so sánh ngược lại phần bù và phần hơn. Thì các em thực hiện cũng rất là đơn giản thôi. Các em sẽ làm như thầy đã hướng dẫn. Ta so sánh xem là số lớn hơn mẫu số bao nhiêu đơn vị, Đấy, thì sau đó các em tách nó ra là xong. Sau. sau đây thầy sẽ cùng các em vào một trường hợp thứ tư, đó là so sánh với phân số trung gian. thì cách so, tìm phân số trung gian như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn các em. Trường hợp thứ tư đó là so sánh với phân số Trung gian. thì đối với cách này các em lưu ý thầy là chẳng hạn như so sánh hai phân số đó là a phần b và c phần d và ta có nếu a phân số a lớn hơn phân số c à thầy xin lỗi từ a thì lớn hơn c và ngược lại b thì nhỏ hơn d à. a có a lớn hơn c và b nhỏ hơn d thế thì ta sẽ so sánh với phân số đó là phân số a phần d thì khi đó ta sẽ so sánh với phân số đó là a phần d hoặc là phân số c phần b đều được. Thầy lấy ví dụ là so sánh cái phân số 23 phần 47 và 22 phần 48. Thế thì cách so sánh hai phân số này các em lưu ý cho thầy 23 thì lớn hơn 22 và 47 thì lại nhỏ hơn 48 thế thì khi đó các em so sánh với phân số 22 phần 47 hoặc 23 phần 48 ta có như sau phân số 23 phần 47 thì lớn hơn 23 phần 48 em biết vì sao 23 phần 47 lớn hơn 23 phần 48 thì đây là hai phân số có cùng tử số phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn mà ta lại so sánh tiếp 23 phần 48 và 22 phần 48 thì ta lại 23 phần 48 lại lớn hơn 22 phần 48 phân số 23 phần 48 và 22 phần 48 đây là hai phân số có cùng mẫu phân số có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn Thế thì ta thấy được luôn đó là như vậy Khi mà ta sẽ so sánh với cái phân số trung gian ở đây đó là 23 phần 48 23 phần 48 Thì ta thấy so sánh được ta kết luận được luôn đó là phân số 23 phần 47 sẽ lớn hơn 22 phần 48 Vậy 23 phần 47 sẽ lớn hơn 22 phần 48 Các em thấy cách thứ tư trường hợp thứ tư là ta so sánh với cái phân số trung gian thì đối với so cách so sánh với phân số trung gian thì đòi hỏi các em phải có một sự linh hoạt trong việc so sánh ngay hai phân số đó đó là phân số tử số so sánh hai tử số và so sánh hai mẫu số nếu ta thấy tử số thì lớn hơn nhưng ngược lại mẫu số thì bé hơn thì ta sẽ so sánh với cái phân số trung gian Đấy, và kết luận được luôn kết quả Thì sau đây Thầy sẽ cùng các em vào một số những bài tập cụ thể Để các em thấy rõ hơn về phần lý thuyết thầy vừa cung cấp cho các em Sau đây thầy sẽ cùng các em vào bài số 1 Đề bài như sau Quy đồng mẫu số các phân số Câu A 5 phần 9 và 7 phần 8 B 5 phần 4 và 7 phần 6 C 4 phần 25 và 21 phần 100 thì đối với bài số 1 cách quy đồng phân số thì thầy đã cùng các em đi ôn tập lại Và sau đây thì thầy sẽ cùng các em vào thực hiện quy đồng như sau có bài giải này Phân số thứ nh... câu A đó là 5 phần 9 và 7 phần 8 Thế thì ta thấy ở đây là hai phân số 5 phần 9 và 7 phần 8 thì có cả hai mẫu số nó chỉ cùng chia cho 1 9 và 8 cùng chia cho một Thế thì đối với phân số này ta chỉ cần việc đó lấy tử số và phân số thứ nhất nhân mẫu số của phân số thứ hai là xong. Vậy ta có 5 phần 9 thì bằng ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân mẫu số phân số thứ hai chính là bằng 5 x 8 bằng 40 phần 72 7 phần 8 Thì bằng Tử số và phân số thứ hai Nhân với mẫu số phân số thứ nhất Chính là bằng 7, 63 phần 72 Như vậy quy đồng mẫu số hai phân số 5 phần 9 và 7 phần 8 5 phần 9 và 7 phần 8 thì ta được hai phân số đó là 40 phần 72 và 63 phần 72 các em thấy đối với câu A thì các em làm rất là đơn giản tương tự ta chuyển sang cơ B. Đó là 5 phần 4 và 7 phần 6. Thế thì ta thấy phân số thứ nhất là 5 phần 4, phân số thứ hai là 7 phần 6. Mẫu số phân số thứ nhất là 4, mẫu số của phân số thứ hai là 6. Như vậy ta thấy cả mẫu số và của hai phân số này sẽ cùng chia cho 2. Vậy ta sẽ đi tìm số nhỏ nhất chia hết cho 4 và 6. Các em thấy đó là số 12. Như vậy ta có thể ghi là mẫu số chung nhỏ nhất ở đây chính là bằng 12. 12. Thế thì ta có 5 khi đó 12 chia cho 4 thì được 3. 12 chia cho 6 thì được 2. Như vậy ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân 3, mẫu số và tử số của phân số thứ hai nhân với 2. Như vậy ta có 5 phần 4 Thì bằng 15 phần 12 Ta lại có 7 phần 6 Thì sẽ bằng 14 phần 12 Nhân với 2 Như vậy quy đồng mẫu số 2 phân số Như vậy là gì Quy đồng mẫu số của hai phân số quy đồng mẫu số 2 phân số 5 phần 4 và 7 phần 6 thì ta được hai phân số đó là 15 phần 12 và 14 phần 12 như vậy quy đồng mẫu số 2 phân số 5 phần 4 và 7 phần 6 thì ta được hai phân số đó là 15 phần 12 và 14 phần 12. Các em thấy khi ta thực hiện thì rất là đơn giản thôi. Sau đây thầy sẽ cùng các em sang câu phần C nhỏ đó là 4 phần 25 và 21 phần 100. Thì các em thấy là 25 x 4 thì bằng 100. Thế thì ngược lại ta có thể hiểu là 100 chia 25 bằng 4 như vậy ta có ta có đó là gì 4 phần 25 thì sẽ bằng 44 bằng 16 phần 100 thì đến bây giờ tức là ta đi quy đồng 4 phần 25 và 21 phần 100 thì ta được hai phân số đó là 16 phần 100 và 21 phần 100 Vậy ta nói luôn Như vậy quy đồng Mẫu số hai phân số Đó là 4 phần 25 Và 21 phần 100 Thì ta được hai phân số đó là 16 phần 100 và 21 phần 100 Đấy. Các em lưu ý cho thầy Đó là khi quy đồng thì ta sẽ có 3 trường hợp cơ bản Thế thì như vậy qua bài số 1 Thầy đã cùng các em đi ôn tập củng cố cách quy đồng mẫu số các các phân số Thì sau đây để tiếp tục ôn tập cho các em thì thầy sẽ cùng các em sang bài số 2 sau đây thầy sẽ cùng các em vào bài số 2 Đề bài như sau Bài yêu cầu chúng ta là so sánh các phân số. Thứ nhất câu A 3 phần 5 và 4 phần 7. B 215 phần 216 và 216 phần 217. Câu C 29 phần 57 và 28 phần 58. Thế thì sau đây thầy sẽ cùng các em vào giải quyết từng bài như sau. Bài giải. Ta có câu A. Ở đây là phân số 3 phần 5 và 4 phần 7 Thì các em thấy hai phân số này nó rất là nhỏ Và 3 phần 5 mẫu số hơn tử số Phân số thứ nhất là 2 Phân số thứ hai là 3 Thì ta sẽ không sử dụng được Đó là so sánh phần bù hay phần hơn Mà phân số nhỏ như này Thì ta cứ thực hiện quy đồng thôi Ta có 3 phần 5 Thì bằng Ta lấy tử số và mẫu số phân số thứ nhất Nhân mẫu số phân số thứ hai Chính là bằng

lớn hơn 4 phần 7. Đấy, các em thấy trường hợp câu A thực hiện rất là đơn giản. Câu B. Ở đây ta so sánh hai phân số là 215 phần 216 và 216 phần 217. Thì ở đây cả hai phân số này ta thấy mẫu số hơn tử số là 1 đơn vị mà mẫu số hơn tử số thì ta sẽ sử dụng phần bù. Vậy ta có này, vì ta thấy 215 phần 216 cộng với 1 phần 216 thì bằng 1. Ta lại có tiếp đó là 216 phần 217 cộng với 1 phần 217 cũng bằng 1. Thứ hai điều này ta có vì 1 phần 216 sẽ lớn lớn hơn 1 phần 217 nên khi so sánh phần bù thì phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Hay 215 phần 216 sẽ nhỏ hơn 216 phần 217. Đấy các em so sánh được luôn. Ta có Câu C. Đó là gì? 29 phần 29 phần 57 và 28 phần 58. Thế thì các em thấy ở đây ta thấy tử số phân số thứ nhất lớn hơn tử số phân số thứ hai và ngược lại đó gì mẫu số của phân số thứ nhất lại bé hơn phân số thứ hai Thế thì ta so sánh với phân số trung gian đó là 29 phần 58. Thế thì ta có ta có này 29 phần 57 thì lớn hơn 29 phần phân số 29 phần 58. Và 29 phần 58 thì lại lớn hơn 28 phần 58 nên ta có kết luận được luôn đó là gì? 29 phần 57 lớn hơn 28 phần 58. Các em thấy của ví dụ thứ ở bài số 2 thì ta xử lý rất là nhanh. Thế khi đòi hỏi đối với so sánh phân số thì đòi hỏi chúng ta phải nắm chắc phần lý thuyết. Thế sau khi các em có nắm chắc được phần lý thuyết thì các em sẽ có kỹ năng giải quyết tình huống, giải quyết bài toán rất là đơn giản. Như vậy qua bài ngày hôm nay, thầy đã cùng các em đi ôn tập cách quy đồng mẫu số các phân số và so sánh hai phân số. Vậy qua bài học ngày hôm nay, thầy tin rằng các em sẽ không gặp khó khăn gì khi so sánh các phân số hoặc là quy đồng mẫu số các phân số cả. Và qua bài học ngày hôm nay thì các em sẽ càng ngày càng yêu thích bộ môn toán. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái, chào các em.